Dạ thì Phạm Hải Thiện xin kính chào toàn thể cô chú anh chị trong cũng như ngoài nước đã quay trở lại với kênh YouTube Phạm Hải Thiện. Lời đầu tiên hãy xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị mình có một ngày làm việc thật là vui vẻ và một đêm thật là ngon giấc nha. Dạ thì quay trở lại với cái nội dung ngày hôm nay, hãy muốn chia sẻ và gửi đến cho toàn thể cô chú anh chị mình là cái câu chuyện lùm xùm giữa anh Trọng Súng cũng như là những cái thông tin của anh kênh YouTube Lang Thang Sài Gòn đã đưa lên trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Sự thật nó như thế nào, đúng hay sai, bằng chứng nó có rõ ràng và nó có thuyết phục được các vị khán thính giả khó tính hay không, thì ngày hôm nay hãy sẽ đưa ra những cái nhận xét và những cái lập luận và những cái quan điểm của mình trong cái câu chuyện này. Và thứ nhất là những cái video clip mà anh Lang Thang Sài Gòn đã đưa lên thì gọi là có những cái chi tiết đúng và xác thật. Thứ nhất là đã quay được người mẹ vợ của anh Trọng Súng đã có trao đổi và có nói lên, và cùng với là người con gái của anh Trọng Súng là bé Lưng đó, thì cái video clip đó mình có thể coi là đúng đi, nhưng mình sẽ đúc kết lại với những cái việc mà anh Trọng Súng đã lên tiếng đính chính cho cái câu chuyện này như thế nào. Thì sau khi mà đoạn video clip mẹ vợ của anh Trọng Súng lên khoảng tầm vài tiếng sau, thì anh Trọng Súng đã được cái sự cầu nối của một anh, đó là kênh YouTube Lang Thang Bình Dương, đã trực tiếp trao đổi với anh Trọng Súng về cái câu chuyện thật hư nó như thế nào, khi mà người mẹ vợ mình đã gần như đứng lên nói những cái gọi là tố cáo anh Lê Thanh Thiện là người cha cũng như là người ân nhân giúp đỡ mình trong suốt thời gian dịch bệnh vừa rồi, là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa, cũng đứng lên và nói về những cái việc mà của anh Trọng Súng trong khoảng thời gian vừa qua, khi mà có được một cái số tiền khá khá lớn nhưng tại sao lại không trả dứt nợ cho mẹ của mình, và khi mà vợ của mình có một số căn bệnh phụ nữ gì hay thế nào đó mà lại không có đủ tiền để đi lo cho vợ mình. Đó là những điểm mà Hải sẽ đưa ra và Hải sẽ nhận định trong cái video clip này. Mong rằng cô chú anh chị mình tiếp tục ủng hộ Hải, thì hãy cho Hải xin một nút like, một subscribe đăng ký kênh để Hải tiếp tục chia sẻ những cái thông tin, những cái nội dung hay ho mới mẻ hơn nữa. Dạ, quay trở lại với nội dung ngày hôm nay, tiếp tục phân tích. Thì khi mà anh Lang Thang Sài Gòn quay lên và chia sẻ lên á, nói rằng là bé Linh và cũng như là bên mẹ vợ của anh Trọng Súng có nói rằng là những cái số tiền khi mà anh Trọng này nhận được và nó vẫn chưa có trả đủ, thì khi đó anh Trọng đã lên tiếng nói rằng con đã gửi về cho má rất là nhiều lần đó, coi như là gửi về hết tiền rồi nhưng không gửi về một lần mà qua một cái người anh hàng xóm hay như thế nào đó đã gửi về cho má, nhưng mà mỗi lần con gửi về là chia nhỏ những cái lần gửi ra đó, là con gửi về rất là nhiều lần, nhiều khi là má không có nhớ và má cũng không có để ý đến cái vấn đề đó, nhiều khi là má lại quên. Đó là điểm thứ nhất, khi đó là anh Trọng đã lên tiếng. Cái điểm thứ hai là nói về cái số tiền mà của anh Lê Thiện qua cái lời nói của bên mẹ vợ của anh Trọng Súng, thì nói rằng là anh Trọng Súng ảnh không có giữ cái tài khoản và cái người giữ cái sổ tiết kiệm đó là anh Lê Thiện, và hàng tháng anh Lê Thiện mới gửi tiền về, và cái số tiền gốc trong cái sổ tiết kiệm đó thì là anh Lê Thiện giữ. Nhưng thật hư câu chuyện này, khi mà được anh Trọng Súng lên tiếng cụ thể và đính chính rõ ràng thì nó lại khác đó. Thì khi mà anh Trọng Súng lên tiếng á, thì ảnh đã khẳng định 100% rằng là khi mà có được cái sổ tiết kiệm rồi, bên anh Lê Thiện đã làm á, thì ảnh đã trao ngay lập tức, không có giữ cái sổ tài khoản đó một ngày nào hết. Đó, điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là cái số tiền trong cái tài khoản đó thì ảnh là anh Trọng Súng đã có chích ra để đi mua những cái vật liệu, những cái phụ tùng để mua những cái linh kiện để làm và để sửa chữa cái điện thoại, cũng giống như là cái mơ ước của ảnh trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, cũng có chia sẻ lên rất là nhiều những kênh YouTube của tất cả các anh em đi quay, là ảnh có một cái ước mơ là mở một cái tiệm điện thoại để sửa, cũng như là để kiếm những cái đồng tiền tuy không nhiều
nhưng mà cũng có thể lo và cũng có thể trang trải cho được cái cuộc sống của gia đình của anh Trọng ở dưới quê. Dạ. Thì còn có vấn đề của bé Linh. Bé Linh nói á, thì thật sự ra nếu mà cô chú anh chị mình có xem được cái đoạn video clip của bên anh Lang Thang Sài Gòn chia sẻ lên, thì nhìn mặt của bé Linh á, nó rất là hiền, dạng giống như là ai nói sao không biết rằng là có cái sự gọi là dặn dò từ trước hay không, thì vấn đề đó là Hải chưa có xác định được. Nhưng khi mà bé Linh nói chuyện á, thì nó rất là hiền. Nhiều khi cô chú anh chị mình có cái câu nói là con nít nó không biết nói dối, nhưng mà biết đâu có cái sự dàn xếp ở trong này đó. Nhưng Hải nói ở đây là Hải nói theo cái khía cạnh gọi là đặt một cái giả thuyết, chứ Hải không có quy chụp cho một người nào đó. Đó, Hải chỉ đưa ra những cái giả thuyết có hay chăng có cái sự dàn xếp ở trong này khi mà bé Linh lên tiếng nói như vậy. Nhưng mà thực chất ra khi mà bé Linh nói những cái câu như là ba chồng không thương con, ba chồng có nhiều khi có la mắng con, rồi không có yêu quý con, rồi không có tới thăm con, rồi ABC gì đó, thì thật sự ra khi mà nhìn vào mặt của bé Linh thì bé Linh nhìn rất là thương mà rất là tội, rất là hiền luôn quý vị đó. Thì cái vấn đề đó là Hải đã xem cái video clip đó rồi và Hải có một cái nhìn nhận như thế. Khi mà anh Trọng cũng có cái câu hỏi của bên kênh YouTube của anh Lang Thang Bình Dương có hỏi về cái vấn đề của bé Linh, thì anh Trọng đã lên tiếng và đã đính chính cái vấn đề đó. Thì cái việc la rầy bé khi mà lì á, lì thì những đứa nhỏ thì nó hay lì, thì anh Trọng có nhận định một điều rằng có đồng ý là có la và có rầy em đó. Còn cái vấn đề mà kêu không thương á, thì điều đó là không đúng. Và em ấy cũng, bé Linh nó cũng không biết được là cái số tiền là anh Lê Anh Thiện là cái người ân nhân của cha mình á, có trao cho anh Trọng hay không, là cha của bé Linh hay không, thì điều đó là không biết. Tại sao mà cái cô khán giả của anh Lê Anh Thiện này lại nhắm và hỏi vào bé Linh, trong khi đó bé Linh còn nhỏ đâu có biết cái gì đâu. Thì khi mà xác định được cái câu chuyện rõ ràng rồi á, thì anh Trọng nó lại xác định một điều, nói rằng là những cái thông tin đưa lên trên cộng đồng mạng nói rằng anh Trọng Súng tố cáo người cha cũng như là người ân nhân của mình chính là anh Lê Thanh Thiện, thì đồng loạt giữa bên mẹ vợ của anh Trọng Súng đó và anh Trọng Súng cũng đã đồng loạt lên tiếng phản bác lại cái câu chuyện này. Không hề có cái việc mà tố cáo người cha cũng như người ân nhân là anh Lê Thanh Thiện, tuyệt đối không có những cái thông tin đó, những điều mà đưa lên nói rằng gia đình của anh Trọng Súng cũng như là người mẹ vợ của anh Trọng Súng đứng lên tố cáo anh Lê Anh Thiện làm việc thiện nguyện có khuất tất. Cụ thể nhất là nhân vật của anh Trọng Súng, 5 người trên chiếc xe ba gác là hoàn toàn sai sự thật, không có đủ bằng chứng, cũng như là người nhân vật chính trong cái câu chuyện này cũng đã lên tiếng đính chính rằng là không có những cái vấn đề cũng như là những cái thông tin mà kênh YouTube của anh Lang Thang Sài Gòn đưa lên là hoàn toàn không đúng và không có được chính xác. Nếu cô chú anh chị mình muốn xác nhận lại những cái thông tin này, cô chú anh chị có thể vào ở kênh YouTube của anh Lang Thang Sài Gòn để xem những cái video clip mà đưa lên nhằm mục đích quy chụp và nhằm mục đích là hạ bệ uy tín của anh Lê Anh Thiện trong suốt khoảng thời gian vừa qua, và gần đây nhất là vụ việc của anh Trọng Súng 5 người trên chiếc xe ba gác. Rồi, cái vấn đề mà anh Trọng Súng đã lên tiếng và lên tiếng ở đâu, thì cô chú anh chị mình có thể vào trong kênh YouTube của anh Lang Thang Bình Dương. Anh Lang Thang Bình Dương đã có một cái cuộc trao đổi trực tiếp với anh Trọng Súng này, cũng như là kênh YouTube của em ở video cách đây khoảng 2 đến 3 tiếng trước là em cũng có cập nhật một cái video clip mà cái cuộc trao đổi của bên mẹ vợ của anh Trọng Súng cũng đã có up lên trên kênh của em. Đó là những cái thông tin chính xác và rõ ràng và thiết thực nhất cho toàn thể cô chú anh chị mình muốn biết thật hư câu chuyện này nó như thế nào. Và trong cái hướng làm phân tích cái câu chuyện này, và em là kênh YouTube Phạm Hải Thiện cũng như là Hải nhận định những cái câu chuyện nó rõ ràng và nó thiết thực nhất, nó phải có những cái bằng chứng xác thực nhất, thì em Hải sẽ lên trên đây và sẽ đưa ra và sẽ nói nó mạch lạc, nó rõ ràng
nó không có úp úp mở mở từ cái đúng mà thành cái sai, mà từ cái sai thành cái đúng được. Em điều đó em không làm được. Còn tất cả cô chú anh chị mình có muốn để lại những cái bình luận, những cái ý kiến gì trong cái lời nhận định của em thì cô chú anh chị mình cứ việc để lại bình luận ở phía dưới những cái video clip mà em đã lên tiếng, đã nhận định trong cái câu chuyện. Tuy rằng có thể em nói đúng, cũng có thể em nói sai, thì tất cả các cô chú anh chị có thể để lại bình luận và khuyên em, hoặc là đưa ra những cái ý nhận định của cá nhân và bản thân riêng của tất cả các quý khán thính giả. Và một lần nữa thì hãy xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị mình trong cũng như ngoài nước có một ngày làm việc thật là vui vẻ và một đêm thật là ngon giấc. Dạ, cũng xin cảm ơn toàn thể cô chú anh chị đã dành thời gian từ hồi nãy đến giờ để ngồi cùng với Hải để chia sẻ cái câu chuyện này. Dạ, thì có những cái nhận định nào mà không đồng ý cũng như là quan điểm đồng ý với Hải thì cô chú anh chị mình cứ để lại bình luận ở phía bên dưới cái video clip này nha. Và hãy cho Hải xin một nút like, một subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ cho Hải nha quý vị ơi. Dạ, Hải sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ những cái thông tin mới cũng như là những cái chi tiết hay ho và mới mẻ hơn nữa để gửi đến cho toàn thể các cô chú anh chị, các vị khán thính giả đang và đã quan tâm đến kênh YouTube của Phạm Hải Thiện. Dạ, mến chào, hẹn gặp lại. Bye bye.